Rồi chào mấy anh chị ha. Hôm nay em nhân dịp có đóng hàng cho khách ha. Thì đây là những cái loại mai mà xù Singapore. Em tạo bộ rễ mới thì em vô lưu những cái cây như vậy. Là trước khi em vô lưu á thì em sẽ vũ vũ rễ ra như vậy. Em tạo bộ rễ mới như vậy nè. Cây thì chiều cao từ 2 tấc rưỡi tới 3 tấc. Thì em vô lưu một cây 50.000, nó có bộ rễ như vậy. Còn giống nu xù Singapore thì em bao chuẩn giống ha, đó rễ như vậy thì em vô lưu là 50.000 một cây ha. Khi mà em giao lưu á, là em vũ rễ ra là xem bộ rễ như vậy em mới mới gửi cây ha. Thì đơn hàng 10 cây thì em bao ship ha. Đó em làm được bộ rễ như vậy rồi thì em giao lưu cây 50.000 ha. Thì anh chị nào mà có nhu cầu thì cứ là alo em ha. Thì em cũng gửi cây cho khách nè. Thì những cái cây này á là em vụ rễ ra em xem rồi bộ rễ trên 10 cộng không em mới giao cho khách nè. Thì cây về 50.000. Này nó có bộ rễ mới ha. Khi mà anh chị về mà xem ra nó có cái bộ rễ từng cũ á, mình thích thì mình để luôn, còn không thích thì mình cắt ngang ha, nó cho bộ rễ mới để nó có ngang vai ha. Còn mình thích để vậy luôn thì mình để. Thì giờ em vũ bầu ra thêm ha. Đây là những cái cây mà em tạo bộ rễ mới thì nó có một bộ rễ trên 10 cộng không nha. Thì nói chung là thuốc bên em là em tự bào chế nha. Đây nè, em cắt da rồi tạo bộ rễ mới nè. Thì em vũ bầu ra luôn cho anh chị xem ha. Đó là bộ rễ như vậy. Đó, thì em bán 50.000 một cây ha. 10 cây thì em bao ship ha. Đây là giống nu xù Singapore ha, em bao chủng giống nha. Đây. Thì lứa này cũng tầm vài trăm hả anh chị, có trồng làm vườn hay là trồng chơi vậy đó thì cứ alo em ha. Đây. Em tạo bộ rễ mới nè. Anh chị cứ alo em ha. Em thì không có xài thuốc phân phì phân gì hết trơn nha. Em chỉ đơn giản em xài vậy thôi. Xài thuốc bình thường thôi để cho cái cây mai của mình nó phát triển hơi tự nhiên chút xíu. Nếu mà xài phân phì phân thuốc mắc tiền á thì khi mà anh chị mua về á thấy cái cây nó đẹp nhưng mà mình chăm sóc không kỹ là cái cây nó sẽ bỏ rễ nha. Thì cái đó em chỉ tư vấn anh chị vậy thôi. Còn mà nếu mà xài mà tốt, khi mà cái cây của anh của em á nó tốt quá trời đi mà về bên anh chăm sóc không kỹ, chăm sóc không phân thuốc không đều đặn thì cây nó sẽ suy yếu ha. Còn cái cây của em á là cái cây giống như là cái cây chắc cơ bắp á. Em xài bình thường thì nó chắc cơ bắp. Cho nên anh chị về nếu mà có tiền á thì xài phân thuốc tốt thì nó sẽ cái cây nó phát triển sẽ rất là nhanh nha. Còn hàng nu xù Singapore thì em bên đây em bao chuẩn giống ha, em cũng còn vài trăm cây nữa hàng loại này. Thì anh chị thích cái loại này mình về mình, cái thứ nhất là chi phí ít, chi phí thấp. Thì anh chị về là mình trải ra bầu C9, C8 gì đó anh chị làm luôn, hoặc là trồng ra đất luôn vẫn được ha. Rễ nó hình thành, rễ nó đã lớn rồi ha. Thì nó có bộ rễ trên 10 cộng không đó. Có cây 15, 20 cộng vẫn có ha. Thì trước khi em giao lưu mấy anh chị là em sẽ vũ bầu như vậy ha, rồi em vô cái bọc ni lông nhì lại. Đó, cho nhẹ ký gửi cho anh chị ha. Bầu này bề ngang là 8 phân ha. Đó. Rồi, bye bye anh chị ha. Giống nu xù bên em thì bao chuẩn giống ha. Những cái cây mà bố mẹ như vậy này nó chóc da nó xù Singapore thì nó vậy đó. Nó cây nó từ bể ra thì nó chè nó có một màu vàng rất là đẹp. Anh chị nghe cái từ Singapore thì anh chị không có còn lạ gì đâu. Đó. Bây giờ cây thì nó giống cây Singapore này nó quá trời rồi, không có còn gọi là ít nữa, hiếm nữa. Chủ yếu là cái cây có đẹp hay không, cái cây là có bộ đế đẹp hay không.
thôi, chứ còn còn giống thì quá trời nhiều rồi, không có còn hiếm nữa đâu. Rồi anh chị có thích thì alo em ha, em để số điện thoại trên màn hình ha. Lứa này thì lứa cây này á thì tầm cỡ khoảng chừng vài trăm cây à. Rễ này nó lớn hơn chân nhang nha, thì em giao lưu là em lựa những cái cây bộ rễ như vậy nè, em mới giao anh chị ha. Thì hàng này là 50.000 một cây nha. Đây, cây từ 2 tấc rưỡi đến 3 tấc ha, có cây thì nó dưới 2 tấc rưỡi ha, thì em nói từ 2 tấc tới 2 tấc rưỡi đến 3 tấc ha, nó em 2 tấc nhưng mà không có cây nào mà dưới hết. Thì em lựa bộ rễ như vậy đó, em mới mới giao ha, chi tàn như vậy. Rồi, bye bye anh chị ha. Chúc ngày mới vui vẻ ha.